Thưa quý vị, xuống cấp, thiếu điện công cộng, không bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng, kênh mương không có hành lang an toàn là tình trạng đang diễn ra tại chung cư Mạc Đĩnh Chi, thành phố Đà Lạt. Nhiều kiến nghị của người dân hết năm này sang năm khác không được giải quyết dứt điểm, khiến người dân vô cùng bức xúc. Nhìn từ bên ngoài, chung cư Mạc Đĩnh Chi khá là hiện đại và bề thế với hai block chung cư cao tầng. Thế nhưng phải vào bên trong mới thấy rõ được chất lượng công trình tệ đến mức nào khi chỉ mới đưa vào sử dụng 4 năm nay. Ngày ngày, 100 hộ dân đang sinh sống ở đây đang phải đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng của chất lượng công trình, cũng như sự thiếu hụt trong hạng mục công trình mà bấy lâu nay ban quản lý ngó lơ. Ngày mưa cũng như ngày nắng, công việc hàng ngày của chị Nguyễn Thị Nhật Phượng là lấy xô và khăn để hứng nước như thế này đây. Từ nhà thì loang lổ, bóng điện cũng hư luôn vì thấm nước. Sàn gỗ, công vinh, phòng rộp, nguyên nhân cũng là do thấm nước. Khác với sự hồ hởi trong những ngày mới dọn về, chị Phượng nay phải sống trong sự lo lắng, chịu đựng, sự bất tiện kéo dài mấy năm liền. Trong thời gian mà chị vừa mới nhận nhà thì nó có cái tình trạng là nó dột nhẹ. Từ chỗ cũ nó cũng hay sang qua những cái chỗ mới, càng lúc nó càng nặng. Cứ dột hoài, dột liên tục như vậy, họ hỏi đó, em cứ nhìn nó thì thấy, đó, nó cứ dột như vậy thì nó làm cho người dân cũng bức xúc chứ. Chẳng riêng gì hộ gia đình của chị Phượng, hầu hết các hộ gia đình ở lầu trên cùng của chung cư đều cùng chung cảnh ngộ. Thậm chí có hộ gia đình vào mùa mưa phải căng cả bạt để hứng nước thấm dột. Phía bên ngoài, những trụ cột, tường ẩm ướt, rêu mốc, về lâu dài ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Hiện nay thì nó dột rất nhiều. Về trời mưa thì khi đó như những cái cột này là nó thấm quá nặng, cả cái mái này cũng bị dột nữa. Và trong nhà là chủ yếu, nói chung là ảnh hưởng tới cái việc đời sống. Xuống cấp là thế, người dân vẫn đang phải khổ sở đối mặt với sự thiếu hụt hạng mục công trình. Khi bao lâu nay, nhà sinh hoạt cộng đồng vẫn là một điều gì đó quá xa vời. Việc hội họp hiếu hỉ được mọi người tổ chức ở bãi giữ xe. Thậm chí gần đây có một trường hợp gia đình của người mất, người nhà phải xin đặt tại trên cầu thang cửa ra vào để làm mai táng. Trái ngược với khu vực dân cư xung quanh, ban đêm cả khu vực sân rộng lớn hàng trăm mét vuông của chung cư tối đen như mực. 12 trụ điện công cộng đã được lắp đặt từ khi mới xây dựng xong, nhưng cho đến nay nhà thầu vẫn không đấu điện. Tưởng chừng có một khoảng sân để người dân thỏa thích sinh hoạt, vui chơi, tập thể dục, nhưng nay lại được trưng dụng làm bãi đậu xe ô tô. Xe ô tô nhiều khi là đầu đêm hôm thì không có điện, có thể là cài cửa xe, rồi ba con không dám cho các cháu xuống sáng chơi vì là sợ xe vô ra là nguy hiểm. Mà không có điện đường, điện cũng sáng là nó bắt đầu. Sau khi tình trạng ngập úng gây bức xúc ở người dân, thì vào năm 2016, Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt đã khắc phục bằng cách thi công kênh mương thoát nước. Kênh mương thì đã xây xong, nhưng cái quan trọng không kém, đó chính là hành lang an toàn thì đang bị chủ đầu tư ngó lơ. Nguy hiểm cứ đang rình rập những người tham gia giao thông và đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên trách nhiệm của đơn vị quản lý thì vẫn đang bị bỏ trống. Khi cư dân sinh sống tại đây đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị về những bất cập đang hàng ngày đe dọa đến cuộc sống, mà mọi thứ vẫn đâu vào đó. Có rằng những sửa chữa cũng chỉ mang tính phá phiếu, tạm thời, trong khi biện pháp giải quyết triệt để thì lại chưa hề có. Chúng tôi là có rất nhiều đơn thư khiếu nại về là coi như là trung tâm quản lý nhà, về Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng mà cái điều này thấy chả có một cái tác dụng gì hết. Ông ấy cũng có những có các cán bộ tới là xem cho qua loa, rồi cũng có là kêu thợ tới làm, nhưng mà đại khái là nó là dược thấm dột chỗ đó là nào là sửa chỗ đó thôi, cho nên nó không có triệt để được. Đó, cái vấn đề này thì tôi cũng yêu cầu là coi như là khắc phục sớm. Qua trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là đơn vị quản lý đầu tư dự án cùng Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt, đơn vị được bàn giao quản lý vận hành dự án, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và từ chối trả lời phỏng vấn. Câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm của chủ đầu tư tới đâu với chung cư xuống cấp nhanh như thế này, và có chế tài gì để xử lý tình trạng này hay không?
Khu vực này đang có sự hiện diện thêm của nhiều loại cây trái khác như mít, bưởi theo hướng xen canh. Đặc biệt xuất phát từ nhu cầu thực tế trong phát triển kinh tế gia đình, ông còn đầu tư thêm mô hình trồng nấm bào ngư để đem lại nguồn thu nhập khá ổn định.